Tôi không nghĩ Jordan lại chơi thận trọng tới như vậy. Họ chơi phòng ngự trong hiệp 1, còn chúng tôi chơi chủ động hơn. Khi phân tích, chúng tôi biết họ hay chơi bóng dài. Chúng tôi đã tập luyện và chống bóng dài. Hôm nay, chúng tôi đẩy hàng phòng ngự cao hơn thường lệ để chống phản công. Huy Hùng là cái tên được lựa chọn và cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hôm nay, tuyển Việt Nam đã chơi đạt 100% năng lực. Tuyển Việt Nam chơi rất tự tin và nhịp nhàng. Sau bàn thua, các cầu thủ của chúng tôi có chút sợ hãi. Vấn đề thể lực của cầu thủ Jordan cũng không tốt. Có điều gì đó đã khiến chúng tôi phải về và họ ở lại. Khi chơi với tuyển Việt Nam, các bạn chợt nhận ra rằng họ có thể lực rất tốt, rất kỹ thuật. Mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự đột biến. Vì vậy, chúng tôi không trông chờ một cá nhân thay đổi cục diện, mà chờ cả đội. Dù sao thì chúng tôi đã thua. Họ xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp. Bóng đá là vậy.